Rồi hiệp ba em lên cho anh chị em nha em. Hiệp ba thì em có một lô quần của chuẩn Mỹ, em lên cho anh chị em nhé. Số điện thoại thì em ghi trên màn hình và em bán ship hàng toàn quốc. Nếu anh chị em nào có thiện chí thì phải chịu khó theo dõi kênh, ưng cái nào chốt dùm em và chốt liền tay nha anh em. Anh em chịu khó gọi dùm em cái. Với lại mỗi tối em lên 3 clip, tức là hiệp 1, hiệp 2, hiệp 3, hiệp 1 lúc 6:30, hiệp 3, hiệp 2, 7:30, hiệp 3, 8:30. Và bây giờ em lên lô quần nha anh em. Đây là con quần á siêu vải thường. Con này là bụng của nó là 86. Bụng 86. Dài quần 106 ạ. Hàng chuẩn cấp phát của Mỹ nha anh em. Có bấm bông 6 túi hộp này. Đằng sau bao đẹp luôn. Đằng trước cũng đẹp nha em. Không tì vết, dây chạc đầy đủ luôn. Con này em bán là độ mới của nó là 97%. 350.000 mã 61. 350 mã 61. Tiếp con quần này là 6 túi hộp vải caro. Vải caro nha em. Hàng này của Chu Spec, hàng chuẩn Mỹ à. Chuẩn Mỹ nha anh em. Chu Spec 100 cô tông này. 100 cô tông nha. Chu Spec 100 cô tông vải caro. Bụng của nó là 110. Dài quần 108. Con này màu xanh xám, không phải màu xanh ô liu nha anh em. Xanh đều màu, dây chạc còn này. Con này là tầm 96% cứng ngắc. Con này 700.000 mã 60. 700.000 mã 60. Một con này là của thằng Úc. Beo này của Úc nha anh em. Nhưng mà size này lại hơi nhỏ một chút, cho nên là nếu mà con này là 78, con này thì em bận vừa thôi. Ai mà nhỏ bận đẹp, con này đẹp nhá. Beo Úc nha anh em. Con này là bụng có 68, em không vừa. Em phải bụng 74. Rồi con này dài 104. Rất là mới và đẹp. Beo Úc nha anh em. Beo Úc có hai cái túi, 4 túi. Ở bên này có đai đôn nữa nhá. Có đai đôn, có thể đôn to nhỏ. 97-98%. Con này em sẽ bán với giá là 400.000 mã 59. Tiếp một quần này vải kaki anh em này. Hàng chuẩn của Mỹ anh em. Bụng của nó là 100. Dây chạc còn. Dài quần 110. 6 túi hộp có bả mông quần vải kaki. Sau mông đẹp nha. Đằng trước thì nó bị dơ đây này. Anh em nhìn thấy vết dơ đây mà. Vết in nút này. Dây chạc còn ở dưới này nó bị gọi là bị dơ. Đây cũng bị dơ nha em. Nói chung là ở đằng trước là bị dăng cái gì lên á. Có mấy cái dơ nhỏ thôi. Quần thì cho 95% đi. Vì nó dính dơ thì cho 95%, nhưng mà thực sự nó đẹp. Con này 300.000 mã 58. Con này nói về cái dơ cũng chả có anh nhầm gì đó. Ông chào mẹ. Tiếp một cái quần này nữa, 6 túi hộp vàng cát nha anh em. Con này hàng của bài hả? Regular, X-Lat, Regular. Ở bờ cơ hả? Con này là nó lân what, con này nó ghi tiếng Anh không à? Made in China, con này của China anh em ạ. Chất vải caro mới và đẹp nhưng mà của China. Cái bà mông tròn quay này nha nhé. Con này là bụng 58 là 116. Dài quần 112, mới 98% anh em ạ. 6 túi hộp. Nhưng mà chỗ này cũng dính một chút dơ vàng vàng này. Cái gì nó dăng lên á. Đó, dính một chút dơ vàng tới đây ha. Quần thì vải caro rất là mới luôn.
con em bán 300.000 mã 57 ạ. 300.000 mã 57 ạ. Cái một quần ASICU vải thường. Vải thường anh em, mới lắm. Con này là 492. Con này rất là mới nha. 492, dài quần 114. Mới kẻng luôn. Con này bao mới kẻng luôn, dây chạc đầy đủ nha anh em. Con này 300.000 mã 56. 300.000 mã 56. Tiếp một cái quần kaki, mà nó đây kêu ba nghe điện thoại mẹ cái mà nó. Tiếp một quần kaki nha anh em. Con này 490. Dài quần 102. Dài quần 102, có bảng mông 6 thứ hộp hàng chuẩn Mỹ nha anh em. Con này có vết in nút và ở đây nó hơi bạc một chút nhẹ nhẹ này. Con này thì hai đầu gối đều bạc nha. Ở đây có một vết quạt nữa. Con này đồ mới ta cho 93%. Quần rất là dày nhé. Con này em bán 300.000 mã 55. Nói chung quần này á, anh em lưu ý này, quần này nếu mà đẹp để là 5-600 trở lên không có giá này đâu nha. Anh em phải chuẩn bị tâm lý như vậy, chứ đừng có nghĩ là nó đẹp. Cho nên là nói chung là quần dày đấy, đẹp đấy. Nhưng mà cái lỗi thì em có báo rồi. Anh em cảm thấy ok thì mình chốt nha. Con này bụng 80, dây chạc còn, dài quần 108, chất vải chống cháy nha em. Con này 96-97%, 300.000 mã 54, 96% thôi, không có lên được 97 đâu. Tiếp một quần Navy Seal nha em, chất vải caro này. Con này bụng 88, giãn ra 90, ra ngoài ồn ào, mày làm việc không? Vâng. Con này là dài 110. Con này cũng được 95% nữa thôi anh em ạ. Navy siêu hàng. Ủa, hào. Đưa em ra ngoài chơi hào. Con này là hàng chuẩn cấp phát của Mỹ nha anh em. Nhưng mà nó cái phần chỗ này nó bạc này, nó xuống màu một chút rồi. Nghe anh Thanh điển cái đấy. Cái anh hồi nãy mà cái áo 165 ấy. Rồi cái này hơi bạc ở ngay cái bắp đùi này một chút. Hơi bạc bắp đùi một chút. Ở bên này nó bị lủng một lỗ nhỏ nhỏ siêu siêu này anh em ơi. Lủng một lỗ siêu siêu ha. Con này ta cũng cho là 93% đồ mới. Nó vi siêu thường nó đắt nha anh em. Con này em bán 600.000 mã 53. 600.000 mã 53. Tiếp một con ASICU nha anh em, vải thường. Mới, con này là cũng 92. Kêu anh là cắt lại 50 mới nhận con không thôi. Dài 108. Con này mới và đẹp nha anh em. Con này cũng 97-98%. Con này 300.000 mã 52. 300.000 mã 52 ạ. Tiếp một con này là quần bịt kích, bột cướp bột kích. Con này vải caro đời, chắc là phải đời. Đây cái tem của nó nha anh em. Nó là medium long 100 cotton đời 79. Tem còn rõ ràng nha anh em. Đời 79, bịt kích 79, túi vuông. Túi vuông ạ. Túi vuông nha anh em. Chất vải caro. Có đai đơn, có không có bảng mông, bụng 90 ạ. Có dây chạc nha, không có bảng mông nha anh em. Dài quần là 106. Đấy, quần trước ra sau đều màu nhưng mà nó bị lủng anh em ạ. Quần này thông thường một bộ là 1 triệu mấy này. À, đây nó bị mạng một lỗ này. Ở dưới này thì có mạng một phát nữa, hai lỗ nhỏ ha. Rồi ra bên này. Bên này cũng bị mạng ngay túi này. Người ta mạng rất là đẹp anh em ạ. Mạng những cái dít dắt nhỏ xíu xíu này, rất là đẹp luôn á. Ở đây có một cái lỗ gọi là tí tí thôi, chưa có lủng nhưng mà nó móc móc.
ở đầu gối này cũng bị mảng rồi nha nhé, mảng một phát này nhé. Rồi qua bên này, con này được cho 90% cho nó lẻ đi ha. Nói sao đó, đây bị xước xước một chút. Mới cả trên máy. Đây. Rồi con này 600.000 mã 51 nha anh em. 600.000 mã 51. Tiếp một cái quần này là của Đức. Tiếp một con này của Đức, vải cực kỳ dày giống M65 nha em. Lá cái gì? Lá rừng, lá rú. Con này là bụng 100. Có dây rút nè. Con này như cũng bị chứ. Dài 112. Ở bên này có đai đôn anh em này. Đai đôn mình có thể đôn, đôn đi đôn lại nha. Con này giống củ bỉ không biết nước nào luôn. Nói tóm lại là chất vải các kia này là nó dày nhưng mà nó mát nha. Con này em bán 500.000 mã 50. Cái dòng này nó dày mà nó rủ á, nó rủ cái quần chứ không phải là nó đơ, nó dày nó đơ đâu. 6 cái hộp mới 98%. Con này bận đẹp lắm ạ. Con nó đẹp lắm. Rồi tiếp một con này vải caro ạ. Vải caro nha em. Con này là bụng có 88 à. Màu bạc. Màu của nó là màu bạc. Rồi dài quần là 98 à. Dài quần 98. Đấy. Đều màu nha anh em. Đều màu à. Dây chặt mất rồi, nó bỏ dây chun đông nó bo lại mà. Nó cũng mất luôn. Có bà mông 6 cái hộp. Con này là 93%. 350 mã 49. 350 mã 49. Tiếp một quần này vải cơ kỳ hàng của Mỹ nha. Rồi con này là bùng 72, dây chà con ha. Dài quần là 94. Quần này có một vết in nút thôi này. Nói chung là quần này tha hồ đẹp nhưng mà nó có vết in nút mà thôi. Con này tầm 96% đồ mới. 300.000 mã 48. 300.000 mã 48. Tiếp một con quần bay này. Quần bay là nó có cái chất kháng lửa giống mấy cái con áo trực thăng anh em. Chất vải này cực mát và rủ nha anh em. Con này cực mát và rủ ha. Hàng chuẩn khoản. Con này là bụng 76. Con này bay như của Canada chứ. Quần này như bay Canada anh em ạ. Tem trắng này. Tem trắng nha. Quần này rất là mát anh em. Quần này màu xanh như em mà bận con này chắc có kè chạy quá. Bụng 74. Chất vải rủ và mềm mại anh em. Dài quần 112. Mới 98%. Con này 600.000 mã 47 ạ. 600.000 mã 47 ạ. Tiếp một cái quần Việt kích. Một cái quần Việt kích. Con này cũng tươi vuông. Con này tươi vuông nha nhé. Con này cũ rồi. Mấy cái dòng mà đời tươi vuông cái này, cái màu của nó nhìn nó cũ lắm anh em ạ. Con này bụng 90. Dài quần 110. Cái bà mông nó hơi bạc chút rồi này. Báo cáo anh em là cái phần mông này nó bạc và nó mòn này nhá. Nó xù lông á. Anh em nhìn thấy cái lỗ xù lông của nó này. Dây chạc còn. Hai cái mông nhá. Hai cái mông là xù lông lên rồi nhá. Ở đây nó bị xước một chút này. Đây cũng bị xước. Con này chưa có đọc đời á. Ở ngay góc túi này nó bạc trắng anh em. Đấy, đây cũng bị bạc rồi này. Đây là bị móc lỗ tâm á. Hai cái lỗ tâm á. Ở dưới đây này. Nó bị cái gì á. Bị cái keo hay gì. Nó là một phát tâm giác đây này. Nó hơi dày dày một chút nha anh em. Keo dính. Ở đây lủng một cái lỗ này. Đây là em dán để báo lỗi thôi. Rồi bên này cũng ngay góc túi nha anh em.
ngay góc túi này cũng đều bị bạc vết in nút. Con này vỏn vẹn được 90% nữa không biết. Con này 600.000 mã 46. 600.000 mã 46. Tiếp một cái quần này gọi là cọp. Cọp này quần nam nhé. Giống cái quần hồi nãy bo ống ở dưới anh em. Chất vải các kim mềm. Con này không biết nước nào hết nhá, cũng 88 giãn ra 98. Từ 88 giãn ra đến 98. Dài quần 100. Hai túi, bốn túi nha anh em. Con này mới 97%. Anh em bận cái dòng này là phải để ý cái đùi nha. Cái đầu gối á, cái đùi mình to là không có chui lọt đâu này, phải để ý nha. Con này 400 mã 45, em đo cái vòng đùi cho anh em này. Mình phải để ý vì cái quần này thì co giãn nó ấy, nhưng mà nó bóp quá là không chui lọt đâu. Ống quần chỉ có 25 thôi. Thực sự ai mà chân mà gọi là chân dài thì may gì được, còn mà chân mà có cái bắp đùi bự bự là chắc chắn là sẽ không bẩn vào, nó bóp lắm. Rồi tiếp một cái quần này, quần này là hàng tay bán, thì quần lục chiến hàng tay bán. Quần này là bụng 80 giãn ra 86 vừa nha em. Khoan, 80 giãn ra 88 là vừa, mới chưa có sử dụng. Dài quần 106, thì quần lục chiến hàng tay bán nha. Cái này gọi là Thái Lan, nó nhái, nó đưa vải của nó nhái mẫu của Mỹ. Nó nhái nha. 700.000 mã 44. Tiếp một con biệt kích đi săn. Quần biệt kích đi săn, quần này hàng độc nha em. Cái dòng đi săn là ôi giời, dưa gì mà đã bộ trọng đây rồi. Cái này là bung chỉ anh em, về đạp lại giùm em cái là ok. Cái dòng đi săn thì nó dây kéo và hai túi trước, hai túi sau. Mất cái nút rồi anh em ơi. Con này là cũng là 96, 94 đến 96 thôi. Có đây đôn đàng hoàng anh em, dòng này không có bỏ mông đâu. Dòng ống đứng. Dài quần là 114. Bệt của bệt kích nha anh em. Bệt kích nha. Bệt kích. Rồi cái quần này thì xuống đều màu. Ở ngay cái túi chỗ này là bị dính mực. Dính mực nhẹ nhẹ anh em nhìn thấy không ạ? Đó, nó hơi đen đen chút nhẹ nhẹ đây nè. Bệt này độc lạ. Đây là cái phần để đáng nói này. Ở ngay dưới line này lên tầm 10 phân thì nó bị rách cái phần này. Gọi là nó bị mòn và mục cái phần này nha em. Mục hay chưa em chưa biết, nhưng mà em thấy cái nó bị lủng rách đây này. Đó. Rồi, con này là đồ mới thì em cũng nói là 92% thôi. 500.000 mã 43. 500.000 mã 43. Tiếp một con hải quân nha anh em. Quân hải quân của Mỹ ạ. Bụng của nó là 84 giãn ra 92. 84 giãn ra 92. Dài quần là 116. Có một cái tem sông mông này. Con này thì tầm 96%. Nó 96% rồi, tới ngay cái đầu gối nó phát một phát lũng rồi. Nó bị rách đây thì anh em về gỡ lớp ngoài, nó hai lớp ngay bọc gối à. Gỡ lớp ngoài và vứt cái lớp ngoài, nó thành một cái quần lành. Lành lặn và mới, chỉ bị một bên thôi. Rồi con này em sẽ bán 400.000 mã 62. Anh em về thích cắt cũng được hoặc thích sọ cũng được. Rồi tiếp một con cọp dọc. Con này là cọp đi săn. Cọp dọc giống cái con hồi nãy bịt kích dọc đi săn á. Hai túi trước, hai túi sau. Đằng sau có một túi à.
và đây là dùng dây kéo, con này dây kéo nhôm luôn nhé. Con này anh em mà kêu bên thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa thì anh em nên sưu tầm mấy con này này. Con này là hàng hiếm nhưng mà vì nó không có bổ cho nên em ở đây nó bung chỉ ra một chút thì em mới cho con này ra, chứ không con này là em cất rồi đó. Con này là bụng 82, dài quần 102, bên hông của nó là có đai đôn hàng chuẩn Mỹ nha anh em. Ở cái phần này thì Hảo đi ra bụi quá, có dính mấy cái chấm dơ trắng trắng nhỏ xí xí thôi. Ở dưới ống quần là đều bị te tua hết, anh em phải lên một like hết nha. Còn để vậy gọi là quất. Đây cũng dính dơ này. Đấy, cái line này nó bị mất luôn một khúc luôn. Anh em nhìn kỹ cái line này, mất đi một khúc line luôn này ha. Đằng sau cũng đều màu như vậy, chỉ có mất cái line thì anh em lên đi một line, em đo chiều dài của cái line em coi mà. Dài quần là 102 thì anh em cút mất cái line này 2 phân thì lên đi 2 phân nữa là 4 phân thì còn được 98. Quần này còn 98. Em bán con này 500.000 mã sau 3. Hàng sưu tầm nha anh em. Em bán con này là có 500.000 chứ còn không có giá này đâu. Tiếp một cái quần này của Hướng Đào Sinh, hàng chuẩn Mỹ màu xanh, 24 túi, 6 túi nha anh em. To. Con này là bụng 110, mới 98% ạ. Dài quần 106. Ai chốt con này 400.000 mã 65. 400.000 mã 65 mới nha anh em. Bằng một cái quần sọc. Quần sọc là quần này em bán giá rẻ cho anh em nhé. Quần này em bán quần sọc là 350 rồi đó. Cho nên con này nó bự, em bán rẻ bằng quần sọc, đắt hơn 50.000 thôi. Bụng này là 116, 6 túi hộp, mới 98%, dài 114. Con này 400.000 mã 64, mã 64, mã 64 nha nha. Rồi tiếp một con quần Hải Quân, con này tem vàng nha, có một cái tem sông mông ạ. Hàng chuẩn Mỹ nha anh em, bụng 102, giãn ra là 112, khoảng tá. Bụng 106, giãn ra 112. Dài quần là 112 luôn. Quần đằng sau đều đẹp. Ở đây, anh em dòm thấy ở đây không ạ? Có một loang bạc bạc ở đây này, nó hơi bạc hơn chỗ khác một chút xíu xíu. Đây cũng vậy, không biết lý do làm sao rồi ta. Ông này quỳ ở khúc dưới mắt cá hả ta. Em nhìn thấy lạ không? Ở dưới này lên 10 phân là bị bạc góc này. Cả hai đều vậy nha. Là như kiểu ông này quỳ ở đây, nhưng mà đầu gối ở đây mà sao quỳ đấy. Này là mũ khít nha. Rồi, trước sau này, đằng trước này đều đẹp. Giờ nói phần trăm bao nhiêu ta? Giờ nói phần trăm sao? Ôi, con này đang dày và đẹp, chỉ có bị cái bạc đấy thôi. Nếu mà không bị cái bạc đấy là con này phải 96%. Con này 400.000 mã 66 ạ. 400.000 mã 66. Có nhiều cái để đoán đồ cũng đau não anh em ạ. Tiếp một quần này Hướng Đạo Sinh 4 túi. Bụng quần nó là 94, không có quần túi hộp đâu nhé. Không có phải túi hộp đâu nhé. Dài quần 102, chất vải này là đầu tiên là satin mát, thứ hai là thằng này. Rồi con này là 500.000 mã 60. 500.000 mã 60. Còn 2-3 con nữa hết rồi. Tiếp một con quần bay ICU nha nhé. Quần bay. Quần bay nha. ICU hàng chuẩn Mỹ. Bụng của nó là 90.
dài quần là 110. Mới và đẹp. Con này em bao anh em bẩn là rất là đẹp luôn này. Anh em bẩn cái quần này nó rủ nha anh em, mắt và nó rủ nha. Nó là dạng kháng lửa đó. Nhưng mà bẩn nó rủ cho dù nó to cỡ nào nó cứ rủ theo người, chiều dọc nó dọc theo người xuống, rất là đẹp. Bẩn quần này là như mấy cái dạng quần gì đó. Quần gì đó. Con này 400.000 mã 67 ạ. Tiếp một con này màu đen. Đen này gọi là đen đỏ chứ không phải là đen thui hay là gọi là đen tuyền. Đen đỏ đỏ. Con này hàng của Mỹ nha anh em. Còn cái tem ở trên cặp lưng này. Hàng của Mỹ nha, nhưng mà size này size nhỏ rồi, size small. Small. Rồi con này là vùng 70 small nha anh em, dây chả còn nha. Dài quần 102. 6 túi hộp có bả mông. He đỏ đỏ. Ở ngay cái phần này nhìn nó hơi đỏ hơn chỗ khác một chút này. Ngay cái phần túi này nhìn nó bạc hơn. Có nghĩa là nó bạc hơn thì nó đỏ hơn anh em. Anh em thấy đỏ đỏ hơn không? Rồi con này 95% 300.000 mã 61. 300.000 mã 61 bộ con satin. Bộ có quần satin 4 túi nha. Hàng xưa núc dẹp. Hàng xưa mà tem không có thấy đâu rồi. Nó chỉ dập một phát ở đây anh em này. À hàng xưa tem dập trên cặp lưng này. Tem đen đen lúc lúa thôi, nó mờ mờ thôi, không có còn nữa. Rồi. Con này là vùng bài vùng 68. Con này chất hồ còn đơ nha anh em. Dài 102, chất hồ này về anh em phải ngâm vào nước ấm. Nó mới nhả hồ này ra và mềm cái quần trở lại. Rồi. Quần này bắt đầu em review nha. Em review anh em này, cái phần ống ở dưới anh em nhìn thấy cái đen đen không? Mấy cái vệt đen đen này. Mấy cái vệt đen đen loang loang ở đây nha, không biết đen là đen gì đấy không biết nữa. Nhưng mà ở đây có một vết. Cái này như kiểu nó bị xước xước nhẹ nhẹ anh em. Xước nhẹ thôi. Trước hết nha, sau mông này, à đằng trước này. Đằng trước thì cái phần này nhô ra thì nó phải bạc hơn anh em. Đó, nó xuống màu là lúc nào cái phần này nhô ra là nó bạc hơn hết á. Ồn kêu quá. Mẹ đang bật like mà con bật điện thoại lên thì sao mẹ nghe. Đấy, cái chỗ này nữa nha anh em. Nó bị dơ một chút. Rồi, ở đây nữa này, ở đây nữa. Con này thực sự vải của nó thì đang còn dày mà nó dơ thì con này em cũng cho là 93% nữa đó. 700.000 mã 69 ạ. 700.000 mã 69. Còn một con duy nhất. Nhất đời em bắt đầu thoát nạn đây. Mà quần này là chống cháy, mới kẹn. Con này là bụng 86 ạ. Bụng 86 anh em, dây chà còn ha. 98% độ mới, dài quần 108. Multicam chống cháy, mới và đẹp, không tì vết. Được con này đẹp nhất chuồng, size cũng đẹp nhé. Con này bộ 600.000 mã 68 ạ. Con này đẹp lắm anh em ạ. Anh em ai vừa con này chốt lẻ đây này. Đẹp. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em nha. Anh chị em nào mà mình xem mà tới 9 giờ á thì chịu khó để lại tin nhắn qua số điện thoại giùm em. Em ưu tiên số điện thoại hoặc Zalo ha. Ưu tiên số điện thoại trước rồi tới Zalo. Chứ anh em đừng có hiểu nhầm là nhắn tin rồi khỏi phải gọi ha. Vì em chỉ ưu tiên những ai nhắn tin vào lúc qua 9 giờ thôi. Vì 9 giờ em ngủ rồi gọi ai bắt máy phải không ạ? Nhưng mà vẫn công bằng vì anh em đã xem và có thiện chí chốt thì nhắn tin để lại vai mai em đọc từ dưới lên trên. Tức là giống như anh em đi vào thăm khám, anh em đặt thiệp, đặt giấy phiếu
anh em đặt ở dưới thì từng dưới lên càng người sau thì mai em lật ngược lên em cũng đọc từ dưới lên trên thì là nó công bằng à, ai cũng công bằng hết. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em, chúc anh chị em ngủ ngon nha và thành công. Em chào và hẹn gặp lại ngày mùng 1, mai mùng 1 chưa ta? Mai mới 31 thầy. Chưa.